Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp Động tiểu thuyết. Tứ hợp viện. Hứa đại mậu nghịch tập nhân sinh xuyên qua trở thành hứa đại mậu, lại gặp phải một cái không có lực hệ thống trồng rau không gian. Người khác hệ thống một ngày có thể sản xuất mấy vạn cân lương thực, ta không gian này một ngày bốn cân rưỡi. Người khác muốn đạo đức bắt cóc tôi, xin lỗi, tôi không có đạo đức. Thời điểm ta đánh không lại ngươi ta cẩu thả, thời điểm ta đánh không lại ngươi, ta tuyệt không nương tay nhìn hứa đại mậu ở trong tứ hợp viện nghịch tập nhân sinh chi lộ, ta xấu, ta cao hứng. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Chương 1 Ta đây là xuyên qua trở thành hứa đại mậu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Mùa đông năm 1960, thủ đô Tứ Cửu Thành, ngõ năm La Cổ. Tứ Hợp Viện xem qua tình mãn tứ hợp viện đều biết, đây là một bộ phim truyền hình làm cho người ta hủy tam quan, nhìn như nói về một thanh niên, cứu trợ quả phụ, kính già yêu trẻ chuyện xưa, nhưng ngươi phải tỉ mỹ phẩm, ngươi tiếp tục phẩm. Hứa đại mậu nhìn ngôi nhà trước mắt mình, kỳ thật cái tên này của hắn, bình thường nói chuyện hơn 30 năm, thẳng đến khi một bộ phim truyền hình xuất hiện, hứa đại mậu trở thành đại danh từ xấu xa, giống như con dáng trong tay tinh gia năm đó, còn có con chó nuốt tức giận vượng tài kia chỉ là đại ca ta con mẹ nó cái gì cũng không làm a à, chính là ra một lần tắm rửa không chính quy chuẩn bị tắm rửa một lần không chính quy vừa lúc lại gặp toàn thành phố đại lâm kiểm nhưng là ta tội này cũng không đến mức chết đi nhiều nhất chính là phạt chút tiền lão tử lão tử con mẹ nó Cư nhiên xuyên qua hàng đây cũng không phải là chuyện làm là thời đại mới thanh niên ai còn không xem cái tiểu thuyết a à, xuyên qua sóng triều lớn nha chính mình đuổi cũng là vượt qua có thể đem lão tử xuyên đến đấu la đấu phá huyền huyễn đại lục hoặc là cái này cái kia địa phương đều được a à, làm sao liền xuyên qua đến cái này tứ hợp viện trong vẫn là cái kia tứ hợp viện trong hư đến chảy mũ hứa đại mậu trên người người khác xuyên qua đó đều là xuyên qua thành vì cái gì đại vương tử đại nhân vật chính hoặc là xuyên qua cổ đại làm phò vương làm vương tử chính mình xuyên qua đến một cái chịu khổ chịu khó thế giới sau đó đỉnh lấy xấu nhất nhân thiết còn có đối mặt một đống trầm thú. Được rồi, được rồi. Dù sao cũng xuyên qua, nên đối mặt vẫn là phải đối mặt. Cũng may chính mình xuyên qua tới thời điểm đã cùng lão phụ thân ở riêng, chính mình cũng coi như là độc lập, không cần sợ người khác phát hiện chính mình không bình thường. Đương nhiên còn có một nguyên nhân kia chính là hắn hứa đại mậu là nảy tứ hợp viện bên trong thủ thoải mái nhất người kia. Về phần nói chuyện ông lâu tử này, xem tình huống đi hứa đại mậu đầu tiên là tiếp thu vốn có hứa đại mậu ký ức xem ra chính mình là hồn xuyên kiếp trước chính mình cũng đã chết bất quá ngẫm lại thời gian hiện tại ngẫm lại chính mình tuổi tác ngươi nói mình có thể hay không sống đến chính mình sinh ra đâu dường như thật đúng là có loại khả năng này đến lúc đó ngươi nói mình nhìn mình sinh ra kia là cảm giác gì đây trước không nói cái này trước tiên nói về thứ mấu chốt hệ thống ngươi chết ở đâu chủ nhân của ngươi đã vào vị trí không có. Lão tử cư nhiên không có hệ thống, vậy ngươi bảo lão tử sống như thế nào, ở niên đại này thiếu ăn thiếu mặt, lão tử sống như thế nào, không có hệ thống, làm sao đối mặt với đám cầm thú này, ô vuông thân thể nhỏ bé của mình, dường như thân thể này không sinh được hài tử chính là ngốc đánh. Còn có một đại gia miệng đầy nhân nghĩa, nhị đại gia phụ từ tử, tử hiếu, tam đại gia trường nghĩa sơ tài, ta tà ngoan ngoãn. Trong viện này ở đều là cái đồ chơi gì, lúc trước chính mình xem lần đầu tiên thời điểm, cái này trong phim truyền hình nhân vật, hứa đại mậu cảm thấy tràn đầy năng lượng tích cực, nhìn thấy ngốc trụ vì tần quả phụ, vừa là dưỡng hài tử lại là cái gì, thật là một cái thật to người tốt. Còn có đạo lý của một đại gia, một bộ một bộ, chính mình cảm thấy làm người nên học một đại, đây mới là phong cách quân tử quan minh chính đại, nên như thế. Và bà già điếc đó, cuộc cách mạng cũ. Đó là người mà chúng ta nên tôn trọng chỉ là theo tuổi tác của mình càng ngày càng lớn kiến thức được xã hội hắc ám sau khi bị xã hội đánh đập tàn nhẫn hứa đại mậu cảm thấy đi mình giống như nhìn thấu bản chất từng chút một hiểu rõ sắc mặt những người đó quên đi không nói nữa chúng ta tiếp tục xem đi dù sao sau này đều sinh hoạt ở chỗ này cũng phải đi đối mặt với những người này hứa đại mậu cháu trai ngươi lên làm nhân viên chiếu phim liền trâu bò nghe nói tiểu tử ngươi có xe đạp hôm nay liền để cho ngươi mang lão tử đi làm hứa đại mậu ngồi ở trên giường sáng sớm này chính mình đều đang miên man suy nghĩ cái này đột nhiên nghe được thanh âm bên ngoài không cần hỏi cũng biết là ai chính là hắn hứa đại mậu cả đời chi địch ngốc trụ là ngốc trụ a à? thế nào hâm mộ không ca cũng có xe đạp ở trong viện này ngoại trừ tam đại gia liền ca có xe này đây là trong xưởng phát đây chính là nhà nước ta cũng không dám nhà nước tư dụng cái này nếu để cho người ta tố cáo, công tác của ta liền khó giữ được, bất quá ngốc trụ, ngươi một tháng ba mươi bảy khối năm mau, ta lúc này mới tăng cùng ngươi giống nhau, ngươi nhưng là có hơn một năm, đã sớm kiếm đủ mua xe tiền, thế nào a à? Lão tử mới không mua đâu, tiền của ta là muốn cho mụi tử của ta giữ lại kết hôn dùng. Hiện tại ngốc trụ còn không có liếm tận hoại như người ta, nhiều nhất chính là lúc không có việc gì len lén liếc mắt nhìn người ta một cái, không thể không nói à tần hoài như này, ngực to mông to, lớn lên còn xinh đẹp, đặc biệt có mùi vị nữ nhân, mặc kệ nam nhân nào liếc mắt một cái cũng đi không nổi. Hứa đại mậu nhìn gia hỏa trước mắt, trong lòng xác thực nói, ngươi liền tích góp đi, đều là tích góp tiền cho người ta, bất quá hiện tại cổ đông hút người này còn chưa có xảy ra chuyện, chờ hắn xảy ra chuyện hình như còn muốn một hai năm, không vội, không vội, chính mình hiện tại chỉ cần quan sát là được. Kỳ thật về công việc này của hứa đại mậu có hai cách nói, một là nói sau khi hứa đại mậu và lâu hiểu Nga kết hôn, lâu bán thành an bài, còn có một cách nói là hứa đại mậu có công việc trước mới cưới lâu hiểu Nga. Hứa đại mậu xuyên việc tới sau có thể rất nghiêm túc nói cho người biết, trước có công tác, hứa đại mậu có thể nói là tứ hợp viện bên trong người thông minh nhất, thật sự. Người này cũng không phải nhân vật chính, phàm là có một chút hào quang nhân vật chính, người này cũng không phải vật trong ao, dựa vào sức một mình mình lăn lộn đến cấp phó bộ cán bộ, đây cũng không phải là nói đùa. Hơn nữa công việc này có thể tiến bộ thăng chức không nhanh như vậy, nhưng đồng dạng không thể không nói một việc, dầu mỡ là thật sự nhiều. Người chiếu phim này tuy rằng không phải là quan lớn trong tám người, nhưng hiện tại điện ảnh thời đại này tuyệt đối là vật hiếm lạ, hơn nữa người chiếu phim kia coi như là kỹ thuật công chủng. Cũng không phải người bình thường có thể học được, ngoại trừ sư phụ không dạy ra, còn có chính là dạy ngươi cũng chưa chắc liền học được cho nên công việc của hứa đại mậu có bao nhiêu nổi tiếng, lúc xem tivi liền biết, mỗi lần xuống nông thôn đó không phải là bao lớn bao nhỏ mang về, mặc kệ là muốn cũng tốt, người ta tặng cũng tốt, dù sao không có một lần là tay không mà về, một đám người tứ hợp viện vừa hâm mộ vừa ghen tị. Nhưng hứa đại mậu và ngốc trụ khác nhau, người này rất thông minh, có thể nói hắn là người duy nhất không xem nhẹ tình huống tứ hợp viện này, cho nên cho dù là một đại gia cũng chỉ có thể phối hợp với ngốc trụ, thu thập hứa đại mậu không có ngốc trụ hứa đại mậu chính là một ma vương ngốc trụ chính ngươi chậm rãi đi thôi buổi sáng hôm nay ta nhưng là có hai tràng điện ảnh muốn phóng lãnh đạo còn muốn đi xem đây giữa trưa nấu ăn hương vị tốt một chút ca ca khả năng muốn cùng lãnh đạo ăn cơm nghe hứa đại mậu nói ngốc trụ thở phì phò một hơi chó má cái gì vậy đông hút ca một đại gia cùng đi lúc này cổ đông hút cùng dịch trung hải hai người chậm rãi đi ra muốn nói cổ đông hút người này, cùng lão nương hắn không có gì khác nhau, chiếm tiện nghi không đủ, hoàn toàn chính là một tiểu nhân vì tư lợi, nhất là dịch Trung Hải là công nhân cấp 8 trong nhà máy, đây là vừa mới bình chọn lên, cái này càng làm cho hắn chó cậy dựa vào nhân thế, cáo mượn oai hùng. Trụ tử, ta xem ngươi cùng hứa đại mậu nói chuyện phím đâu. Dịch Trung Hải đã sớm nhìn đến nơi này tình huống, cho nên dường như dùng một loại lơ đã ngữ khí hỏi. Cũng không phải sao, làm một cái chiếu phim viên, xem đem hắn trâu bò, đắc ý không dứt. Về sau ít cùng tiểu tử kia chơi, bọn hắn lão hứa gia liền không phải cái gì độ tốt. Dịch Trung Hải sở dĩ nói ra lời như vậy, đó là bởi vì hắn tại hứa đại mậu cha trong tay chịu thiệt thòi. Chương 2 Hứa đại mậu bản sự Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hứa đại mậu đạp xe, một tiếng len ken vang vọng ở toàn bộ ngõ nhỏ, ở cái này tiếng đại, xe đạp là cái gì tương đương với đời sau siêu chạy nói như vậy đi chỉ cần ngươi đạp xe đạp ở phía trước như vậy vừa chạy một lưu đại cô nương tiểu tức phụ nhìn ngươi đương nhiên còn có một đám đại tiểu tử dùng một loại ánh mắt hâm mộ ghen tị nhìn ngươi anh sẽ trở thành người đẹp nhất phố này hứa đại mậu có thể nói sẽ trò chuyện một cái đại trùng cửu một chai mau đài cũ để hậu cần phân cho hắn một chiếc xe đạp tương đối mới nếu không nói ở thời đại kia mỗi người đều là thời điểm chính trực vô tư hứa đại mậu cũng đã hiểu được nhân tình lễ phần nếu như không phải hắn cái miệng kia hơn nửa phía sau có tiểu nhân hoặc là nói hắn không phải nhân vật chính nguyên nhân làm sao có thể một lần lại một lần lăn lộn thảm như vậy đến trong xưởng chiếu phim đại sảnh hôm nay chính là hắn trận đầu tiên chiếu phim vì học cái này kỹ thuật hắn nhưng là không ít tiền vừa mời là tặng lễ lại là mời khách cuối cùng đem cái kia chiếu phim lão sư phó dỗ vui tươi hớn hở mới dạy hắn như vậy một môn tay nghề, hứa đại mậu cũng biết người ta lưu hậu thủ. Chỉ là ở Hoa Hạ, từ xưa đến nay, có sư phụ nào không lưu thủ đâu, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở mỗi người, không cần sư phụ dạy ngươi cái gì thì học cái đó, ngươi phải tự mình nghiên cứu, tự mình ngộ, mà hứa đại mậu cũng không phải là người ngốc. Hôm nay thế nào, có lòng tin hay không một mình thả tốt một hồi điện ảnh, chúng ta công nhân giải trí sinh hoạt có thể dựa vào ngươi phải biết rằng chúng ta xưởng chiếu phim thính nhưng là còn không có tự chủ buông tha điện ảnh đâu rồi, lần này trong xưởng trải qua phê duyệt mới có cái này một bộ thiết bị, lại có chính mình chiếu phim nhân, ngươi cũng không nên cho ta rất dây xích a. À. Người tới chính là trưởng khoa tuyên truyền, đây không phải trưởng khoa phía sau, mà là một vị trưởng khoa cũ, người tương đối chết, là người từ thời đại đó tới, nghe nói năm đó ở bộ đội cũng làm tuyên truyền, hơn nữa cũng là người thật sự từng dết giặc. Lão khoa trưởng ngài yên tâm đi, ta hứa đại mậu sinh là quốc gia người chết là quốc gia người chết ta biết quốc gia cần nhân tài ta tự nhận là vẫn là có một ít thông minh cho nên lần này chiếu phim công tác ngài có thể giám sát ta nhìn hứa đại mậu cái kia làm dám nhận dáng vẻ lão trưởng khoa ha ha cười hắn liền thích như vậy có đảm đương người cười ha hả nói hảo 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 không sai không sai vậy ta liền tốt đẹp nhìn ngươi ngươi ở chỗ này bận rộn đi điều chỉnh thử máy móc thời gian còn đủ dùng, không cần khẩn trương, như thế nào học tựu như thế nào đến. Nhìn máy chiếu 35mm này, cảm giác duy nhất chính là công kền, chính là một máy như vậy vẫn là tốt nhất, bán tự động giống như máy chiếu. Có một số nơi vẫn dùng máy chiếu thủ công. Sở dĩ là bán tự động, đó chính là cần trước tiên thả một cuộn phim, phim thời đại này là đĩa rất lớn, vừa lớn vừa nặng, sau khi bỏ vào, có thể thiết lập tốc độ chiếu phim bất quá lúc đổi phim ngươi nhất định phải nhanh nếu không chỉ có thể nói ngươi không chí nghiệp hôm nay cần chiếu hai bộ phim là phim mà xem đều là cấp bậc cán bộ lãnh đạo bộ thứ nhất chính là qua sông điều tra ký bộ thứ hai là bạch mao nữ đều là phim cách mạng cũ ở thời đại này hình như loại phim này đặc biệt nhiều hứa đại mậu căn cứ vào trí nhớ của mình bắt đầu lắp ráp máy móc sau đó lại bắt đầu điều chỉnh thử thử phóng không thể không nói thân thể này vẫn là thân thể kia có chút hư ảo nhưng tinh thần lực này có thể bởi vì xuyên qua dung hợp linh hồn nguyên nhân dường như có chút mạnh a à. hắn có thể cảm giác được chính mình hai đời làm người ký ức cho dù là một tuổi phát sinh sự tình đều có thể nhớ rõ ràng cái này cũng rất thần kỳ hiện tại nhìn cái máy chiếu này căn cứ vào trí nhớ của đại não mình còn có vận chuyển linh hoạt của đại não mình lần này liền thông hiện tại hứa đại mẫu đối với cái máy chiếu này hắn có thể nói là không ai có thể hiểu rõ hơn hắn, cho dù là lão sư phụ cũng không nhất định có thao tác tốt như hắn. chẳng lẽ nói đây chính là ngón tay vàng của mình? ngươi nói đồ chơi này ngoại trừ tự mình học đồ vui vẻ một chút còn có ích lợi gì đâu? giống những không gian gì a, à, cốc du lịch a, à, như thế nào một cái cũng không có, cho dù một cái ký đến hệ thống cũng được a. À. thật ra thì lão khoa trưởng còn có mấy lãnh đạo trong xưởng vẫn luôn quan sát hứa đại mậu, nói dẫn thôi. Mấy móc quý giá như vậy giao cho một tiểu tử dưa hấu, bọn họ cũng muốn khảo nghiệm một chút tiểu tử này có được hay không a à, hôm nay nói là chiếu phim, thật ra thì chính là một cuộc thi đối với hứa đại mậu. Lúc này trong phân xưởng, cổ đông hút ở nơi đó mài vũ công lao, bởi vì sư phụ của hắn là dịch Trung Hải, mọi người cũng chỉ coi như không nhìn thấy người này, cùng dịch Trung Hải học 3 năm, còn là một công nhân cấp 2, nói ra cũng buồn cười. Công nhân đi cùng hắn kém cỏi nhất đều là công nhân cấp 3, mà công nhân cấp hai cổ đông hút này vẫn là do dịch Trung Hải thao tác được, bằng không, quên đi, công nhân cấp một cũng miễn cưỡng. Cầm tiền lương của công nhân cấp hai, làm một công việc, không thể không nói, người này nếu không biết xấu hổ, cũng thật sự vô địch thiên hạ, ngại mặt mũi của dịch Trung Hải, mọi người cũng chỉ mắt nhắm mắt mở, cũng may công việc của người này vẫn có thể hoàn thành. Sư phụ, người nói hứa đại mậu tên kia tại Đức gì có năng lực, cương nhiên thành chiếu phim viên, ta nhưng là nghe nói, hắn cái này chiếu phim viên trực tiếp chính là 37 khối năm mau tiền lương, tự cái kia mỏ khỉ dạng đi. Dịch Trung Hải nhìn cổ đông hút, cậu còn không biết xấu hổ nói người khác, cậu cũng không khá hơn chút nào, nếu không phải là lão tử không có con trai, muốn tìm cậu dưỡng lão, lão tử quản cậu, lúc trước trong viện này chỉ có ba người thích hợp, cổ đông hút, ngốc trụ, hứa đại mậu. So sánh với cha của ngốc trụ Hà Đại Thanh còn có cha của hứa đại mậu, hai lão già thông minh quá mức kia, nếu không phải là tự mình nghĩ biện pháp hai người này còn sẽ không đi đâu mình còn là một tam đại gia bất quá hai người tuy rằng rời đi nhưng nếu mình dám đem chủ ý đánh tới trên người đối phương mình cũng sẽ không có kết quả tốt gì ăn nhất là cha hứa đại mậu tên kia âm hư hao đều chiếm toàn bộ chính mình thật đúng là không nhất định có thể thu phục đối phương lần này có thể làm cho tên kia rời đi lão thái thái điếc cũng là ra sức năm đó bất quá cổ đông hút này càng không thông minh càng tốt càng thích chiếm tiện nghi nhỏ càng tốt mình còn không phải đem đối phương đắn đo gắt gao dịch trung hải trong lòng nghĩ như thế trên mặt xác thực còn nói thêm ngươi vẫn là hảo hảo công tác đi chuyện của người khác cũng không cần quản chính mình làm tốt chính mình cách mạng công tác chỉ cần ngươi trả giá sẽ có người nhìn thấy về phần hứa đại mậu làm sao lên làm nhân viên chiếu phim này vậy chỉ có chính hắn biết thật sự có bản lĩnh hay không lãnh đạo sẽ nhìn thấy nếu như hắn có bản lĩnh này tự nhiên là có thể tiếp tục công tác nếu như không có tôi tin tưởng ánh mắt lãnh đạo cũng là máu sáng được rồi cậu cũng làm việc tốt đi lời này thanh âm nói không nhỏ rất ta đều nghe được không khỏi đối với dịch trung hải đều là giơ ngón tay cái lên ngươi nhìn xem lão dịch người ta không hổ là thợ kìm cấp 8, giác ngộ này nếu không nói cổ đông hút chính là số tốt nằm đó lúc lão cổ xảy ra chuyện nói để cho hắn chiếu cố cả nhà này hắn liền đem cổ đông hút thu làm đồ đệ, đổi thành người khác, đồ đệ này đã sớm thanh lý môn hộ. Đại nghĩa A, dịch Trung Hải kia phóng tới thế giới võ hiệp tuyệt đối là quân tử kiếm nhạc bất quần cấp bậc, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, để cho bất luận kẻ nào cũng không bới ra được một chút tật xấu. Chương 3 Bị trễ hệ thống, vẫn là thấp phối bản. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Các vị công nhân chú ý, dưới đây tại mặt thông báo một cái thông báo. Hứa đại mậu đồng chí dũng cảm sáng tạo, không sợ khó khăn, kỹ thuật tinh xảo, tại chính mình cương vị công tác cẩn trọng, là chúng ta nhà máy liên tục phát sân khấu chính là lực lượng trung kiên, bởi vì hứa đại mậu công tác nghiêm túc học tập, rất nhanh liền nắm giữ công tác chiếu phim, hơn nữa còn có thể đối kiểu mới máy chiếu tiến hành cải tiến, thật lớn nâng cao hiệu suất, bởi vậy, đối với hứa đại mậu đồng chí tiến hành khen ngợi toàn trường, chúng ta đều hẳn là giống hứa đại mậu đồng chí. Học tập hơn nữa khen thưởng hứa đại mậu đồng tinh thần hiếu học 50 nguyên cùng hóa đơn nếu làm, hy vọng tất cả mọi người muốn hướng hứa đại mậu đồng chí học tập. Liên tiếp 3 lần, hứa đại mậu chính mình cũng ngượng ngùng, hắn kiếp trước nơi nào gặp qua loại tình huống này, thật sự hắn chưa từng có bị như vậy khen ngợi qua, duy nhất lần được khen ngợi vẫn là ở tiểu học năm thứ hai trong lớp. Điều này làm cho hứa đại mậu đột nhiên cảm thấy, thời đại này không có máy tính, không có điện thoại di động, không có âm thanh nào đó, càng không có nhưng là hắn có một đời sau không có hồn nhiên đây là một cái thuần túy nhất thời đại kỳ thật như vậy cũng không tội à đây là lần đầu tiên hứa đại mậu tán thành thời đại này xét thấy ký chủ đối với thời đại cùng thân phận tán thành không gian bắt đầu bản hệ thống biến mất mời ký chủ tự hành ta dựa vào ngươi đem nói hết a à, hệ thống thống tử tiểu hệ hệ bất quá vừa rồi giống như nói là cái gì không gian mở ra cái kia chính là mình có không gian không gian mở ra Hứa đại mậu ở trong lòng nhỏ giọng niệm một câu, sau đó hứa đại mậu liền biến mất tại chỗ, đi tới một chỗ trong không gian, nhìn không gian trước mắt này, không biết vì sao, luôn nhìn quen mắt kia, mình nhất định đã gặp qua kết cấu này ở nơi nào. Diện tích không gian thật sự không lớn, ước chừng chính là trên dưới 100 mét dáng vẻ, nhìn như rất lớn, kỳ thật bỏ đi ở giữa ba khối bốn phương đất nhỏ, còn có một gian phòng nhỏ, rất nhỏ loại kia đây không phải chính mình trước kia chơi một trò chơi gọi là cái gì trồng rau trồng rau cái kia sao chính là cái đất này hình như có chút ít a à? ba khối đất mỗi một khối chính là một mét vuông lớn như vậy cái này có thể trồng cái len a à? không gian này có thể làm gì a à? trời ạ à, người giết ta là được hứa đại mậu rời khỏi không gian hai mắt vô thần không gian này của mình quá con mẹ nó chó người ta cái kia cái gì không gian vô hạn lớn mấy ngàn mấy vạn mẫu địa phương vừa nhìn không đến đầu, đều thành một cái tiểu thế giới, hiện tại tốt rồi, chính mình cái này trên dưới 100 bình không gian, còn có rất nhiều địa phương không thể dùng, hiện tại chính mình thật đúng là không rõ, đây là cái gì hệ thống. Tại xuyên việt giả bên trong, chính mình cái này hệ thống là nhất kéo nhất thủy một cái đi. Bất quá cũng may vẫn là có hệ thống, đã có hệ thống, vậy đến lúc đó nghiên cứu đi, đúng rồi. Hệ thống đã chết, có việc đốt giấy hiện tại chính mình liền còn lại có một khối nho nhỏ không gian. Hứa đại mậu cháu trai này, rõ ràng còn có được khen ngợi, xưởng lãnh đạo con mắt đều mù sao. Ngốc trụ ở phòng bếp tức giận nói, hắn từ nhỏ liền cùng hứa đại mậu không đối phó, trước kia hứa đại mậu một cái tiền lương liền 15 khối tiền, hắn nhưng là hảo đốn đắc ý, phải biết rằng mình tiếp chính mình phụ thân ban, một tay món cây tứ xuyên cùng không thế nào đàm gia món ăn, đó cũng là có chút danh tiếng này đột nhiên trong lúc đó hứa đại mậu lập tức cùng mình xem đủ, hắn này trong lòng không biết vì sao không công bằng. Không được, ta phải nghĩ biện pháp hảo hảo thu thập tên này một chút, hắc hắc. Ta không thể để cho ngươi hứa đại mậu tiểu nhân đắc chí. Một nhân viên chiếu phim rách nát, nói toạc ra đại thiên cũng chỉ có hơn 30 đồng kia, chờ tôi thành công cấp 8, lão tử một tháng 100 đồng, tức chết anh. Giả đông hút ở nơi đó vừa làm việc vừa lẩm bẩm mắng. Dịch Trung Hải nhìn cổ đông hút, ngươi nếu có thể trở thành cấp 8 công, ta con mẹ nó cũng sẽ không lo, hơn nữa ta cũng sẽ không cho ngươi trở thành cấp 8 công, tiểu tử ngươi nếu cánh của mình cứng rắn, vậy thì không cần ta, hiện tại như vậy rất tốt. Lúc giữa trưa, hứa đại mậu lần đầu tiên cùng lãnh đạo ăn cơm, hứa đại mậu hắn cũng không phải là tên quỷ xui xẻo hứa đại mậu kia, ở trên bàn rượu cái gì một hai ba, hắn thập phần quy củ, trang diện muốn nói, lời hay muốn nói nhưng là phải có quy củ, không nên vượt quá chức phận, hết thảy đều đáng đo thập phần khéo léo, nói giỡn, trước kia 30 năm kia cũng không phải sống uổng phí. Tiểu Hứa a, về sau hảo hảo biểu hiện a, ngươi về sau chính là binh của ta, ta nhưng là muốn thời khắc quan chú ngươi, vừa vặn tay nghề của ngươi cũng thành, cái này chủ nhật, ngay tại chúng ta công nhân văn hóa trong cung, ngươi phụ trách chiếu phim, để cho chúng ta công nhân lão đại ca cũng đi xem phim, chính là ngươi có chút mệt mỏi lãnh đạo ta chính là một cách mạng một khối gạch nơi nào cần nơi nào chuyển ngài yên tâm ta có thể chịu khổ không sợ mệt có trọng trách ta cũng dám gánh ta chính là binh của ngài ta nếu làm không tốt là cho lãnh đạo của mình bôi đen sao lời này nói chính là có trình độ vừa nói mình có ý nghĩ muốn tiến bộ còn nói mình không sợ khổ không sợ mệt tư tưởng còn biểu đạt một cái tư tưởng khác ta liền lăn lộn với ngài đừng tưởng rằng ở thời đại này sẽ không có kéo bè kết phái, giống nhau có. Lý chủ nhiệm bây giờ còn không phải phó xưởng trưởng, bất quá ông ta chủ quản chính là hậu cần cùng tuyên truyền, ông ta cũng phát hiện hứa đại mậu là một nhân tài có thể tạo ra, về sau mình nói không chừng còn phải dựa vào tay nghệ của tiểu tử này, lôi kéo một số người. Đối với thái độ của hứa đại mậu hắn thập phần hài lòng, cười ha hả không nói gì, chỉ là thái độ nói rõ hết thảy, rất đơn giản tiểu tử ngươi ta coi trọng ngươi a à, thức ăn thừa lại mấy lãnh đạo đó là đều không thèm để ý bọn họ không có việc gì liền ăn cũng không tiện đóng gói nhưng là hứa đại mậu không giống nhau a à. hắn biết thứ này nếu là mình cầm đều sẽ tiến vào trong bụng tên ngốc kia hứa đại mậu đối với lý chủ nhiệm nói ra chủ nhiệm trong nhà của ta chỉ có ta một người ngươi xem nơi này còn dư lại một ít canh nước canh thủy thủy đấy ta một người cũng không tốt làm cơm có thể đem những này trang ta trong hộp cơm đóng gói sao ha ha ha, ngươi tiểu tử này có ý tứ, gian khổ mộc mạc, cần cù tiết kiệm là chúng ta vinh quang truyền thống, đương nhiên có thể chính là ngươi không cầm ta cũng sẽ để cho trong phòng bếp người cầm. Bất quá chuyện hứa đại mậu làm khiến cho tên ngốc tức muốn chết, mẹ nó. Lão tử còn chờ đóng gói, ngươi nhà đều lấy đi, chờ a à, lão tử buổi tối hôm nay nếu không làm ngươi, lão tử cũng không phải là ngốc trụ, hai người này từ nhỏ đánh tới lớn, trận lớn trận nhỏ chính là đến không xuể trên cơ bản đều là hứa đại mậu chịu thiệt, coi như là hiện tại hai người đánh nhau, chịu thiệt cũng là hứa đại mậu. Thằng cháu ngốc trụ này từng học đấu vật chuyên nghiệp ở thành phố Tứ Cửu. Năm đó hứa đại mậu bởi vì chịu không nổi cái kia khổ mới không có học, bằng không ngốc trụ vì gọi Tứ Hợp viện chiến thần, kia vũ lực giá trị ở nơi đó. Nhị đại gia gia, tam đại gia gia, hai nhà bọn họ bán đại tiểu tử nhiều đi, cùng nhau tiến lên đều đánh không lại ngốc trụ ngẫm lại người này vũ lực giá trị cao bao nhiêu. Cho nên hứa đại mậu hiện tại cũng rất sợ người này, bởi vì mình hiện tại đánh không lại ngốc trụ, thế nhưng sợ thì sợ, hứa đại mậu có ý nghĩ của mình, nếu không cho người này một lần giáo huấn, như vậy về sau mình ở trong viện này sẽ bị dịch trung hải thoải mái đáng đo. Chương 4 Báo cảnh sát, ta bị người đánh, còn bị người đoạt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Khá lắm, cái này không ít mua thức ăn a à có thịt có đồ ăn còn có nhiều như vậy ăn ngon ngốc trụ đây là ta chính mình dùng tiền mua ngươi đừng không có việc gì tìm việc hứa đại mậu nhìn tìm việc ngốc trụ trực tiếp liền tới một câu như vậy lão tử sợ ngươi không giả nhưng là còn không có sợ đến gặp ngươi liền chạy trình độ ngươi là có khí lực đánh ta nhưng là đánh người đó là phạm pháp đấy đối với một người mù pháp mà nói thu thập hắn cũng quá dễ dàng nhìn thấy hứa đại mậu dám nói chuyện với mình như vậy ngốc trụ muốn cho hứa đại mậu một chút giáo huấn dù sao từ nhỏ đến lớn lúc mình khó chịu liền đánh hắn chơi đánh ta ngươi con mẹ nó đánh ta một cái thử xem ta không chiêu ngươi không chọc ngươi đánh ta thử xem ngươi dám động ta lão tử liền dám giết chết ngươi đây đúng là hứa đại mậu tiếng lòng hắn cũng không phải cái kia xui xẻo quỷ hứa đại mậu hiện tại hứa đại mậu đó là đến từ tân thế kỷ thanh niên ai sợ ai a à? ai nha này thật đúng là ba ngày không đánh thượng phòng dở ngói, lão tử hôm nay liền đánh ngươi làm sao vậy, nói ngốc trụ xông lên một cước liền đem hứa đại mậu xe cho đá bay, nhìn rơi lạ tả đầy đất đồ ăn, ngốc trụ khinh ngược cười, lão tử hôm nay liền đánh ngươi làm sao vậy, đối với hứa đại mậu chính là một trận đá, hứa đại mậu biết tiểu tử này đánh mình thích hạ ba đường, cho nên lần này hắn bảo vệ mệnh căng của mình. Cho ngươi chút giáo huấn, ngươi mấy thứ này coi như hiếu kính lão tử, về sau nhớ chú ý phòng bếp đồ ăn không phải ngươi muốn đóng gói liền có thể đóng gói đấy, nơi đó lão tử nói tính. Mà hứa đại mậu lạnh lùng cười, rất tốt, rất tốt. Thật sự rất tốt, ngốc trụ, cho ngươi đắc ý một chút. Ngươi hôm nay đánh ta trước, đoạt đồ của ta sau, ta xem ngươi có ăn đậu phộng hay không, lão tử cũng không phải khi dễ như vậy. Tất cả mọi người ở trong cửa nhìn, hứa đại mậu kỳ thật cũng coi như phạm nhiều người tức giận, cầm nhiều đồ tốt như vậy, người khác tự nhiên nhãn khí, nhất là cổ gia, lúc này cổ trương thị ghé vào cửa sổ nơi đó, dùng mắt cá chết của nàng, nhìn hứa đại mậu bị đánh. Đáng đời, như thế nào không đánh chết người này, cầm nhiều đồ như vậy, cũng không biết hiếu kính một chút lão nhân ta. Con trai, ngốc trụ được nhiều như vậy đồ tốt, ngươi đi yếu điểm, ngươi cùng hắn quan hệ tốt. Cổ trương thị nhìn nhi tử của mình nói ra, mà cổ đông hút nhìn thấy hứa đại mậu bị đánh đó cũng là vui tươi hớn hở được a à. về phần chứng kiến bên trong phát sinh sự tình dịch trung hải cũng không có đi ra nhị đại gia cũng không có để cho người nhà mình đi ra đến là tam đại gia hảo tâm nhìn hứa đại mậu bị đánh bất đắc dĩ nói một câu đại mậu không có việc gì a à. hứa đại mậu cũng thật không ngờ thứ nhất quan tâm chính mình chính là tam đại gia băng quản là thật tâm hay là giả ý người ta nói vậy phải nhớ kỹ cái này tình nói đến tam đại gia người này đi Kỳ Thật xem như một cái mâu thuẫn thể, hắn quả thật rất keo kiệt, không chỉ là hắn, ở hậu thế thời điểm vẫn luôn lưu truyền một câu nói, làm lão sư đều biết tính kế. Kỳ Thật cũng không phải, lão sư đời sau đều rất hào phóng, bởi vì bọn họ kiếm nhiều, hoặc là nói bọn họ kiếm rất nhiều rất nhiều. Mà sở dĩ nói bọn họ biết tính toán, đó là bởi vì ở niên đại này cùng tương lai 30 năm bên trong, lão sư đại ngộ thật sự rất kém cỏi kém đến làm cho ngươi không cách nào tưởng tượng, tự như tam đại gia, hắn một cái tiền lương ở trong lão sư xem như cấp bậc cao nhất, mới cùng một cái công nhân cấp một giống nhau, 27 khối năm mao, Cả nhà hắn 6-7 người, phải dựa vào hơn 20 đồng kia của hắn mà sống, hắn nếu không tính toán, hắn sống như thế nào, há miệng đều phải ăn uống, không tính toán làm sao cưới vợ cho con trai mình. Hơn nữa hắn còn là người đầu tiên mua xe trong sân này, mặc kệ có phải xe đạp cũ hay không, đó cũng là người đầu tiên mua xe. Cho nên nói, nếu tam đại gia có tiền, tự nhiên đó cũng là không thèm để ý chút tiền ấy, vấn đề hắn không có tiền không phải. Hứa đại thế khập khiển rời khỏi tứ hợp viện, tất cả mọi người cũng không coi hắn ra gì, trước kia ngốc trụ đánh hắn nặng hơn nhiều, vậy thế nào, cuối cùng còn không phải không giải quyết được gì, nhìn thấy hứa đại mậu rời đi, đám cầm thú này càng quan tâm chính là ngốc trụ cướp đồ vật, sớm biết bọn hắn cũng đi lên cướp, hiện tại thật sự thập phần hối hận. Hứa Đại Mậu ra khỏi cửa, đau. Toàn thân đều đau, đau đến hắn hiện tại đi đường đều là cố nén, lúc này Hứa Đại Mậu quyết định, muốn cho ngốc trụ một cái giáo huấn khó quên, hắn hiện tại nhưng là người chiếu phim, phải biết rằng hắn nhưng là có công tác nhiệm vụ, những nhiệm vụ này cũng là nhiệm vụ chính trị. Nói đùa thôi, nếu thành phố tứ Cửu lớn, người chiếu phim thật không nhiều lắm. Chứng kiến ngõ hẻm đầu có nhân lực xe ba bánh cái này coi như là giải phóng sau xe kéo, đương nhiên thời đại này cũng có xe taxi, chỉ là những xe kia hắn thật đúng là ngồi không nổi, ngồi lên xe nhân lực, hứa đại mậu nói ra. Một đồng tiền, đưa ta đến đồn công an, nhanh lên. Bình thường đều là hai ba hào tiền sống, hôm nay có người cho một đồng, bất quá nhìn thấy hứa đại mậu mặt đầy máu, còn có dáng vẻ đi đường kia liền biết đây là bị đánh, cũng không biết xảy ra chuyện gì, ba vòng đại ca kia đỡ hứa đại mậu lên xe một đường tia lửa mang tia chớp đi tới sợ phái xuất nếu không nói hiện tại người nhiệt tình hảo tâm vẫn là nhiều cám ơn đại ca hứa đại mậu biểu hiện ra chính mình khí vào ít thở ra nhiều bộ dáng lập tức liền có một loại nửa chết nửa sống đáng thương bộ dạng đại ca vừa nhìn ta không thể không phụ lòng kia một khối tiền không phải ta đỡ ngài đi ngài đây là làm sao vậy nghe nói như thế đại ca nhiệt tình trực tiếp đi lên thời đại này còn có người như vậy, bắt được liền bắn chết. Hai người đi vào đồn công an, cảnh sát nơi này mặc áo khoác vàng, chính là loại quần áo vàng của bác lộ quân, ở thời đại này còn không phải là cảnh phục màu xanh lá cây mũ trùng đầu, đều là quần áo vàng. Đồng chí anh làm sao vậy? Một gã cảnh sát nhìn thấy hứa đại mậu lập tức hỏi. Ta muốn báo án, ta bị người đoạt, còn bị người đánh, ta hiện tại thật khó chịu, cảm giác chính mình hô hấp đều có chút khó khăn. Nghe nói như thế cảnh sát lập tức coi trọng lên, đầu năm nay còn có trắng trận cướp bóc, xem ra là không muốn sống. Hứa đại mậu khoát tay nói. Không có việc gì, một hồi ta để cho đại ca đem ta đưa bệnh viện đi, nhưng là các ngươi phải nhanh lên đi bắt người, ta đem sự tình trải qua cùng các ngươi nói một chút. Một gã cảnh sát khác lập tức bắt đầu ghi chép, hứa đại mậu đem chuyện mình đã xảy ra giáp mặt nói ra, một chút nước cũng không có, một chữ thêm mắm dặm muối cũng không có, chính là ăn ngay nói thật còn có hay không thiên lý người như vậy nơi nào là hàng xóm đây chính là thổ phỉ ngươi yên tâm chúng ta lập tức đi bắt người vì đại ca này ngươi đem người lập tức đưa đến bệnh viện cứu trị đại ca nghe xong hứa đại mậu sự tình cũng là tức giận bất bình niên đại này mọi người sống đều mệt chết đi được lại còn có như vậy hàng xóm bất quá hắn cũng đáng thương hứa đại mậu cho nên lần này hắn chuẩn bị không cần tiền lại nói hứa đại mậu cho tiền nhiều như vậy chương 5 Vẫn là nhiều người tốt a à? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Cái này trong viện ai là Hà Vũ Trụ? Khi Tam Đại Gia nhìn đến tiếng vào năm sáu tên cảnh sát thời điểm, nhất thời liền biết hỏng rồi. Lần này muốn xảy ra đại sự, bất quá hắn cũng là sợ phiền người, bị cảnh sát hỏi cũng là có chút sợ hãi, lập tức chỉ vào ngốc trụ gia nói ra. Hà Vũ Trụ liền ở nơi đó. Lưu lại một người ở chỗ này hiểu rõ chuyện vừa xảy ra, tam đại gia kia làm sao dám giấu giếm, hắn cũng không phải là người mù pháp luật a. À. Hơn nữa, ngốc trụ kia hồn nhiên không keo kiệt, tiểu tử nhà mình bị đánh không ít lần, mỗi lần bị đánh đều nói là tiểu hài tử đùa giỡn, lần này ta sẽ cho các ngươi xem một chút, còn là tiểu hài tử đùa giỡn hay không? Khi ngốc trụ đang ở trong nhà Mỹ Mỹ làm cơm, cái này hứa đại mậu thật đúng là sẽ thưởng cho mình, thịt này đủ mập, một hồi làm thịt kho tàu, còn có con gà kia, khá lắm, cái này mùa đông còn có thể ăn được thịt gà, thật sự là không tệ a, à. hôm nay mưa là có phúc. Chỉ là khi nhìn thấy nhà mình cửa bị đá văng ra, Ngốc Trụ trực tiếp mắng một câu. Cái nào vương? Tám trứng hai chữ không có nói ra, liền nhìn thấy tối ông hồng súng chỉ vào chính mình. Hắn Ngốc Trụ là ngưu bê, nhưng là cũng sợ súng a, à. đây con mẹ nó không phải muốn giết chết tiết tấu của mình sao? Cho nên lúc này Ngốc Trụ nơi nào còn dám động lập tức nói cảnh sát đại ca có phải hay không có hiểu lầm ta là người tốt thật sự ngươi có phải hay không người tốt chúng ta tra qua mới biết được nơi này thịt còn có gà là nơi nào tới còn có những món ăn này ngươi vừa rồi là không đánh một cái gọi hứa đại mậu người còn có đoạt hắn trong tay đồ vật ghi chú a thẳng thắn khoan dung kháng cự nghiêm khắc người tốt nhất ăn ngay nói thật người đâu a lúc này nhất đại gia cũng phát hiện nơi này sự tình lập tức lại đây các vị cảnh sát đồng chí, ta là nơi này nhất đại gia, xin hỏi các ngươi có phải hay không đã xảy ra chuyện gì, trụ tử đứa nhỏ này là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, nhất định có cái gì hiểu lầm đi. Ngươi là trong viện một đại gia, rất tốt, vậy ngươi cũng đi theo chúng ta đi một chuyến đi. Vừa rồi ở trong viện các ngươi phát sinh một kiện ác tính sự kiện, Hà Vũ trụ đồng thủ đánh hứa đại mậu, hơn nữa đoạt hứa đại mậu vật tư, những thứ này làm chứng cớ chúng ta cũng muốn lấy đi. Lúc này ngốc trụ cũng không dám kêu gào, có cái gì nói cái đó, lại có một gã cảnh sát trực tiếp đi ra ngoài, đi tới cổ gia đem thịt lấy đi, cổ trương thị đến là muốn dương nanh múa vuốt, nhưng là nhìn thấy cảnh sát, trực tiếp liền yểu xìu, chính mình trốn ở trong phòng không dám đi ra cũng không dám nói chuyện. Đến tầng hoài như đứng ở phía sau cổ đông hút nhìn, sau khi thấy người đi, cổ trương thị mới mắng. Hứa đại mậu tên sát tài kia, lại còn gọi báo cảnh sát cũng may thịt này là ta cùng ngốc trụ muốn, ta cái gì cũng không biết, bằng không lần này ta cũng phải đi vào, ta xem a, à, ngốc trụ lần này làm không tốt sẽ muốn ăn súng. thật hay giả a, à, cũng không thể a, à, nhà chúng ta giàu mở đều là dựa vào tiểu tử kia, ngươi mau đi tìm một đại gia, bằng không ta mới mặc kệ tên ngốc kia sống chết đâu. nếu không nói đâu, ngốc trụ từ bây giờ liền bắt đầu nhớ thương tần hoài như, không có việc gì thời điểm cũng sẽ đóng gói một ít có dầu mở đồ ăn cho cổ đông hút mỹ kỳ danh viết huynh đệ nha đúng rồi huynh đệ mà ngốc trụ tuyệt đối là tào tặc chi tâm không chết a à, liền thích tiểu tức phụ kết hôn kia cảnh sát đồng chí cái này nhất định là có hiểu lầm đấy kỳ thật trụ tử cùng hứa đại mậu chính là đùa giỡn đấy trước kia bọn họ cũng là như vậy đánh tới đánh lui đấy một cái trong sân lớn lên hài tử đánh nhau cái gì đó không phải bình thường sao ngươi nói nháo chơi nháo chơi đem người hướng trong chỗ chết đánh nháo chơi người hiện tại đã đi bệnh viện, nháo chơi còn đoạt người khác đồ vật, người biết những thứ này nhưng là giá trị không ít tiền, đây không phải là cướp bóc là cái gì. Lúc này trong viện đã có rất nhiều người, đối với ngốc trụ bị bắt, nói thật, ta một người nói chuyện cũng không có, mọi người cư nhiên còn có một loại cảm giác vui sướng khi người gặp họa, ngốc trụ này ý vào bộ dạng hổ khí trong hổ của mình, hoành hành trong viện không ít, nửa đại tiểu tử trong viện này bị đánh không ít, đều là loại của mình, bị đánh còn không thể nói lý lẽ ai không có chút oán khí dịch trung hải trong lòng cũng là thầm mắng hứa đại mậu bao nhiêu chuyện a à? còn báo cảnh sát nhất định phải tìm hứa đại mậu để cho hắn đem hòa giải thư ký còn có chuyện này sau khi ở trong sân cũng phải hảo hảo mở một đại hội phê bình hứa đại mậu một chút hứa đại mậu vốn muốn gọi điện thoại cho lão phụ thân kia của mình bất quá ngẫm lại vẫn là quên đi đây chính là quan hệ đến vấn đề bồi thường đây nếu là lão phụ thân kia của mình tới tiền kia cùng mình liền không có quan hệ được đại ca một đường đưa đến bệnh viện lập tức có bác sĩ cấp cứu bắt đầu cứu chữa cho hứa đại mậu lần này thật đúng là bị đánh không rõ hơn nữa hứa đại mậu nôn mửa kỳ thật đây là giả bộ bác sĩ lập tức hạ một ca bệnh thông báo trước kém cỏi nhất cũng là chấn động não phải biết rằng thời đại đó cũng không có sóng điện não cho dù có cũng không phải bệnh viện này có còn có xương cốt trên người vẫn chưa gãy nhưng một thân bầm tím kia, còn có mặt sưng như đầu heo cùng máu phía trên, đại phu nói phải nằm viện quan sát. Đại ca, chuyện hôm nay cảm ơn anh, đây là hai đồng tiền anh cất kỹ, đương nhiên còn có một việc phiền toái đại ca, em là nhân viên chiếu phim của nhà máy cán thép Hồng Tinh, ngày mai em còn có nhiệm vụ trong người, nhưng là tình huống hiện tại của em công tác là không có khả năng, cho nên xin anh ngày mai đến nhà máy của em giúp em xin nghỉ, anh liền tìm một vị chủ nhiệm họ Lý Đương nhiên nếu có thể tìm được Sưởng trưởng vẫn là có thể. Đại huynh đệ, xem ngài nói, coi như không có tiền ta cũng phải làm, chúng ta bốn chính thành người, chính là có một bộ nhiệt tình, hơn nữa chuyện này, ngươi cũng là người bị hại, đại ca ta nhìn cũng không qua được. Đại ca đi rồi, hứa đại mậu nằm ở nơi đó, trong lòng cười lạnh, ngốc trụ, ta xem ngươi hôm nay làm sao bây giờ, lần này không chết ta cũng cho ngươi lột thành gia. Lúc này mới đi đâu đến đó, chúng ta a à, cưỡi lừa xem kịch bản đi xem nếu hứa đại mậu cắn chết thật đúng là có thể đưa ngốc trụ đi ăn lạc nhưng hứa đại mậu sẽ không làm như vậy hắn còn phải ở trong sân kia chuyện này quá tuyệt cũng không tốt còn có lão thái thái kia bà ta lấy ngốc trụ làm cháu ruột ngẫm lại đi lão thái thái này quen biết rất nhiều người thật muốn kéo mặt xuống ngốc trụ thật đúng là không có việc gì thay vì như vậy mình còn không bằng đổi chút chỗ tốt cầm được trong tay mới là của mình ngốc trụ hứa đại mậu ta không phải đánh không, còn có đồ của ta không phải cầm không, dù sao hiện tại cũng không có việc gì, vậy nghiên cứu không gian của mình một chút đi. Chương 6 Không gian này quá nương thấp phối Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trải qua một đêm nghiên cứu của hứa đại mậu, hắn thật đúng là nghiên cứu ra một chút kinh nghiệm, kỳ thật hắn tiến vào không gian có thể chia làm hai loại tình huống, một loại là tinh thần thể tiến vào, người ở bên ngoài thật giống như hôn mê, còn có một loại là bản thể người tiến vào hai loại tình huống này ở không gian làm việc là giống nhau chính mình này ba khối đất nhỏ đâu rồi diện tích quá nhỏ gian phòng nhỏ này kỳ thật chính là vườn rau cửa hàng bên trong có hạt giống hắn còn hiểu được một việc đó chính là mình mảnh đất này rất thần kỳ như thế nào cái thần kỳ đâu rồi đó chính là đất của mình không thể trồng bên ngoài hạt giống chỉ có thể trồng trong không gian cung cấp hạt giống mà trong cửa hàng đâu này mỗi ngày đều sẽ có năm viên hạt giống miễn phí đưa cho mình đương nhiên trồng ra lương thực là có thể lấy ra đi chính mình dùng hoặc là ăn hết đương nhiên cũng có thể bán cho trong cửa hàng đổi lấy lấy được tiền lại dùng để mua trong cửa hàng hạt giống cửa hàng này trước mắt chỉ có một loại hạt giống ngô năm hạt ngọc có thể trồng năm hạt ngô mà đất của hắn một mảnh đất chỉ có thể trồng năm hạt ngô hứa đại mậu tính toán một chút a à, Ba khối đất này nếu như đều dùng để trồng ngô, sản lượng một ngày của hắn chính là 15 gậy ngô, mà một gậy ngô sản lượng là ba lượng, ba lượng nhân với 15 gậy, kết quả đạt được chính là 45 lượng, cũng chính là bốn cân rưỡi ngô, ta mẹ nó a, à, cái này cũng quá thấp đi. Hứa đại mậu bây giờ muốn khóc, chính mình đây là cái gì ngón tay vàng a, à? coi như là người ta loại kia thấp phối bản đều so với chính mình cái này ngón tay vàng xa hoa đi. Chắc chắn rồi năm nay giá thu mua ngô là 100 cân 10 khối lẻ 4 mao, cũng chính là hơn một mao một cân, sản lượng một ngày của mình chính là. Chết tiệt. Năm hào cũng không tới. Con mẹ nó này thật đúng là đủ thấp xứng. Hứa đại mậu có một loại cảm giác sinh không thể luyến, nếu như không gian này không thể thăng cấp, thật sự. Không gian này chính là một cái gân gà không gian, nếu quả thật là như vậy, chính mình liền cưới lâu hiểu nga sau đó chính mình kém không nhiều lắm thời điểm theo lâu hiểu nga đi hương gian lấy chính mình kiếp trước tri thức hơn nữa biết trước tương lai này một khối chính mình cũng giống nhau có thể sống thật tốt có ý nghĩ này ngược lại là để cho chính mình trong lòng an bình rất nhiều nếu xuyên qua đến thế giới này dù sao cũng phải làm một ít không làm thất vọng chuyện của mình chính mình không phải vật lý hóa cũng không phải cái gì công trình đại học tiến sĩ kiếp trước chính mình cũng chỉ là một cái bình thường người bình thường nhưng là xuyên đến thời đại này chính mình liền có cơ hội đi phát triển. Không đúng. Hứa đại mậu lúc này mới nghĩ đến một chuyện đáng sợ, đó chính là mình giống như đã quên 10 chỗ gió lớn kia, trận gió kia thế nhưng thổi ngã rất nhiều người, gia đình hứa đại mậu không thành vấn đề, thuộc về giai cấp vô sản, nói cách khác là an toàn, hắn nghĩ tới một chuyện khác, nếu như không phải nguyên thân, đại nghĩa diệt thân. Nói thật, rất nhiều tiểu thuyết nói nhân vật chính bảo vệ lâu gia cùng lâu hiểu Nga như thế nào, đó thuần túy là nói nhảm ở thời đại gió lớn kia ngươi giữ không được không đem ngươi liên lụy vào đã là không tệ rồi cho nên hứa đại mậu thập phần thông minh đem lâu gia bán đổi thành công thành danh toại cùng bình an của mình đây thật đúng là một người thông minh nếu như mình không muốn rời khỏi tứ cửu thành này không nên đi hương giang như vậy mình ngàn vạn lần không nên đi trêu chọc lâu gia lúc này hứa đại mậu hít sâu một hơi nguyên lai là như vậy xem ra mình đối với nguyên kịch giải thích vẫn là không sâu, bất quá khi ngươi ở trong cục sẽ phát hiện rất nhiều chuyện. Ngay tại hứa đại mậu vừa mới ngủ thời điểm, hắn phòng bệnh bị người đẩy ra, người tới chính là dịch trung hải, khi chứng kiến hứa đại mậu cư nhiên còn ở nơi đó ngủ, tức giận liền không có chỗ phát ra, tiểu tử ngươi được A à Phong đêm nay không ngủ, vì ngốc trụ sự tình bận trước bận sau, ngươi cư nhiên ở chỗ này hô hô đại ngủ tức giận không thôi dịch Trung Hải trực tiếp đi tới hứa đại mậu trước giường lớn tiếng kêu lên. Hứa đại mậu, ngươi tỉnh lại cho ta, hứa đại mậu, ngươi tỉnh lại cho ta. Hứa đại mậu bị đánh thức có chút buồn bực, khi nhìn thấy là dịch Trung Hải về sau, này tức giận càng nặng, bất quá hắn biết bây giờ còn không phải trở mặt thời điểm, cho nên hắn giống như cố nén đau giống nhau. Nhất đại gia cảm ơn ngươi đến thăm ta. Nhìn khuôn mặt tái nhợt không chút máu kia, lúc thêm vào hỏi một chút tình huống của hứa đại mậu, dịch trung hải lập tức không biết phải nói cái gì. Nghĩ đến lần này là ngốc trụ đem đứa nhỏ này đánh quá tàn nhẫn, trước kia đùa giỡn cũng chưa từng thấy hứa đại mậu báo cảnh sát, lần này là thật sự có thể chịu không nổi. Thế nào đại mậu, ai, ngươi nói các ngươi những hài tử này a à? đều là ta nhìn xem lớn lên, một cái hai cái không bớt lo. Dịch Trung Hải lời này nói tựu có ý tứ, trực tiếp đem sự tình định tính là trách nhiệm một nhà một nửa, đừng nhìn liền mấy câu, trước để cho ngươi mất tăng một nửa lý. Nhất đại gia, ta cũng là ngươi xem lớn lên, ta cùng ngốc trụ xác thực từ nhỏ đánh tới lớn, nhưng là lần này, ta không có chọc tới hắn đi, về phần nói ở trong xưởng đóng gói, đó là lý chủ nhiệm bảo ta lấy, ta trở về nói cái gì? Hắn đi lên liền mắng, giơ tay đánh, còn đoạt đồ của ta, ta tình huống hiện tại ngươi cũng biết, ngày hôm qua ta cho rằng ta muốn chết ngươi biết ta có bao nhiêu sợ hãi sao nếu không là một vị cưỡi xe ba bánh đại ca cứu ta hiện tại ta khả năng liền chết ở bên ngoài nói tới đây giống như có chút kích động lại có chút sợ hãi nôn một tiếng nôn khang đi ra sau đó chính là một trận nôn mửa điên cuồng dù sao nôn là nôn không ra thế nhưng thái độ này phải có trạng thái cũng phải có chậm một chút chậm một chút đừng tức giận đến lúc đó ta để trụ tử cho ngươi xin lỗi Lần này Nhất đại gia nhất định hảo hảo nói hắn, ngươi ngàn vạn lần đừng có việc a, à, đại phu nói ngươi muốn tỉnh dưỡng, nếu không là có một ít chuyện cần ngươi giải quyết một chút, nhất đại gia cũng sẽ không phiền toái ngươi. Không cần một đại gia, từ nhỏ đến lớn ta cũng chịu đủ rồi, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đúng cũng là ta bị đánh, sai cũng là ta bị đánh, một đại gia, chính ngươi để tay lên ngực tự hỏi, hắn ngốc trụ đánh ta về sau, các ngươi những người lớn này đều nói, tiểu hài tử đùa giỡn hôm nay ngốc trụ làm ra chuyện như vậy các ngươi liền không có trách nhiệm sao lần này các ngươi không quản được hắn ta sẽ để cho người có thể quản hắn quản hắn về phần sống hay chết là bồi hay thả ta đều nghe đồng chí cảnh sát ta lần này liền muốn một cái công đạo ta hứa đại mậu là dễ khi dễ nhưng cũng không thể mỗi người đều khi dễ ta a à. này lòng đầy căm phẫn lời nói để cho dịch trung hải cau mày xem ra hứa đại mậu đây là quyết tâm nhưng là chính mình chỉ có ba ngày thời gian hắn tìm rất nhiều người, chỉ cho chính mình ba ngày thời gian, nếu như ba ngày bắt được hứa đại mậu hòa giải thư, ngốc trụ kết quả tốt nhất cũng là cả đời cũng không muốn đi ra, trên cơ bản có thể ăn đậu phộng. Đại mậu, biết ngươi ủy khuất, kỳ thật hai người các ngươi cùng nhau lớn lên, lần này cây cột quá phận, nhưng tội không đến chết không phải, ta để cho hắn cho ngươi nhận lỗi, xin lỗi, bồi thường, chúng ta có chuyện gì trong viện giải quyết, bởi vì ngươi lần này báo án chúng ta trong viện tiên tiến tập thể đều không có ngươi nhìn xem ngươi đứa nhỏ này có chút chết tâm nhãn ngươi trước đem hòa giải thư ký chuyện này một đại gia cho ngươi làm chủ nói một ngàn nói một vạn vẫn là để cho mình ký cái thư hòa giải kia mình có thể ký không chắc chắn rồi chính mình thật đúng là không đến mức để ngốc trụ chết đi hơn nữa hắn cũng biết nội dung vở kịch còn không có tới đâu hắn ngốc trụ làm sao có thể chết ngẫm lại ngốc trụ cuối cùng kết cục, kia thật đúng là đáng đời a. À? Chương 7 Sưởng trưởng cùng chủ nhiệm cũng tới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Dịch Trung Hải nhìn hứa đại mậu bộ dáng, hắn thật đúng là vạn hành a. À? hứa đại mậu còn không có thông tri hắn cái kia phụ thân, bằng không chuyện này thật đúng là không dễ làm, nhưng vấn đề, trong vòng 3 ngày chính mình phải cầm hòa giải thư, bằng không cây cột liền thật xong rồi. Hứa đại mậu, ngươi nói một chút yêu cầu của ngươi như thế nào mới có thể ký cái này hòa giải thư chỉ cần chúng ta có thể làm được nhất định làm hơn nữa tất cả mọi người là một cái trong viện tiểu đã tiểu nháo cũng không đến mức báo cảnh sát không phải trước đem hòa giải ký đi dịch trung hải còn cố gắng khuyên nhủ hứa đại mậu một chút chỉ là hứa đại mậu người này ở trong đám bạn cùng lứa tuổi trong sân tuyệt đối là người thông minh mình thật đúng là không dễ làm nhất là tình huống hiện tại của hứa đại mậu trụ tử lần này thật đúng là quá đáng một chút đánh liền đánh sao có thể đánh nặng như vậy hoặc là đánh chết hoặc là đánh nhẹ một chút cái này không chết còn trọng thương phiền toái nhất nếu không nói dịch trung hải tâm đen tối nhất hứa đại mậu trong lòng cười lành một đại gia ngươi thật đúng là một đại gia lấy giọng quan của ngươi áp ta nếu ta không hòa giải chính là phá hư đoàn kết yên ổn của tứ hợp viện nói giỡn ta còn không ký ta xem ngươi có thể làm sao bây giờ lão tử hôm nay sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là không chết lột da nhất đại gia ngươi nói sự tình ta cũng biết chỉ là này hòa giải ta thật không muốn ký sự bắn hắn mới tốt từ nhỏ đến lớn ngươi là nhìn chúng ta lớn lên chính ngài nói một chút ta bị đánh bao nhiêu lần là nhưng kết quả cuối cùng là cái gì ngươi cũng thấy được đi kết quả cuối cùng chính là chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa nhỏ một đại gia ngươi chưa từng nghĩ tới đây cũng là nguyên nhân có thể làm cho ngốc trụ không kiên nể gì như vậy sao ta biết sự tình có lúc ta sai nhưng chẳng lẽ không có ta đúng sao lần này nếu trong viện chúng ta không giải quyết được ta sẽ để cho người có thể giải quyết giải quyết thật tốt các ngươi đều khinh thường ta hứa đại mậu không có việc gì ta tìm một cái có thể coi trọng ta hứa đại thành trong lời nói ngoài lời đều nói rõ dịch trung hải ngươi trước kia làm việc bất công dịch trung hải tự nhiên cũng nghe ra hắn đương nhiên biết vẫn luôn là hắn kéo lệch giá hứa đại mậu đây là không tin chính mình đại mậu nhất trước kia việc này là một đại gia cùng hai đại gia ba đại gia làm không đúng chuyện này một đại gia kiểm điểm ai vốn chính là cho rằng các ngươi tiểu hài tử đánh nhau không coi ra gì xem ra là công tác của ta không đúng chỗ a à, ngươi như thế nào cũng muốn cho một đại gia cùng hai vị đại gia sửa lại cơ hội a à. hứa đại mậu thiếu chút nữa bật cười khá lắm lời này của ngươi nói thật đúng là con mẹ nó nói a à, chính là so với rắm còn thối hơn một chút trong lòng nghĩ như thế trên mặt hứa đại mậu xác thực không có biểu hiện ra ngoài mình bây giờ còn không phải lúc khai chiến với người này đương nhiên cũng không thể sợ cùng lắm thì tìm lão tí tới từ nội tâm dịch trung hải mà nói vẫn không muốn gặp cha của hứa đại mậu người kia luận không phải đồ vật ở trong tứ hợp viện tuyệt đối là nhất đẳng nhất đẳng dịch trung hải hắn dù có muôn vàng tính toán nhưng đối mặt với cha của hứa đại mậu cũng sẽ cảm giác vô lực bất quá muốn như vậy để cho ta ký hòa giải hiệp nghị thư là không có khả năng lần này là ta vận khí tốt gặp được một vị hảo đại ca nếu là ta ngày hôm qua chết đi làm sao bây giờ đúng lúc này cửa lại bị mở ra hứa đại mậu ngày hôm nay không gặp ngươi làm sao liền xảy ra chuyện hôm nay vốn ngươi còn có nhiệm vụ đâu hiện tại thế nào người đi vào chính là lý phó chủ nhiệm còn có dương xưởng trưởng hiện tại hứa đại mậu liên dùng thời gian một ngày đi vào trong mắt lãnh đạo, ngoài trừ thủ pháp chiếu phim vượt qua thử thách kia, còn có cách đối nhân xử thế ở trên bàn rượu, xác thực được những lãnh đạo này tán thành, cảm thấy Hứa Đại Mậu là một người có thể bồi dưỡng. Chủ yếu nhất chính là xưởng cán thép bọn họ có một nhân viên chiếu phim có thể chiếu phim, đây là số lượng duy nhất không nhiều lắm ở tứ cửu thành. Sau này Hứa Đại Mậu có thể phát huy không ít tác dụng trong xưởng. Vốn hôm nay muốn mang theo người này đến đơn vị anh em khoe khoang một chút sau đó cần chút vật tư. Nhưng hôm nay phó chủ nhiệm Lý không thấy hứa đại mậu đi làm, lần này sắc mặt phó chủ nhiệm Lý không tốt, đây là hứa đại mậu bay, vừa mới có chút thành tích liền đến muộn. Xem ra phải hảo hảo điểm điểm hắn, đừng tưởng rằng mình có chút năng lực liền vẫn đuôi. Chỉ là còn chưa chứng thực, chợt nghe thấy bên ngoài có người muốn gặp mình, nói là hứa đại mậu nhường tới. Lý phó chủ nhiệm vừa nghe, mình vừa muốn xử lý tiểu tử này, bên ngoài đã có người tới, mình phải đi xem thấy người tới là một người lái xe ba bánh mình cũng không biết chỉ là khi nghe xong chuyện đã xảy ra lý phó chủ nhiệm nhất thời nổi trận lôi đình đánh chó còn phải xem chủ nhân lão lý tôi nói thế nào cũng là phó chủ nhiệm một nhà máy lớn trực tiếp tìm giám đốc dương đem chuyện đã xảy ra nói lại một lần giám đốc dương cũng có chút phát mộng hứa đại mậu quả thật không tệ nghiêm túc học tập tay nghề chiếu phim làm việc cho người cũng không khoa trương một tiểu tử rất ổn trọng còn nghĩ có nên bồi dưỡng một chút hay không. Hiện tại đây là có người nhìn không được nhà máy của bọn họ tốt à. Cho nên hai người cùng đến bệnh viện, đầu tiên là tìm bác sĩ, hỏi tình huống của hứa đại mậu, sau khi đi vào phòng bệnh, nhìn thấy vết bầm tím trên người hứa đại mậu, còn có sắc mặt trắng bệt, hai màu nhất thời liền mất hứng, mặc kệ là ai, dám đánh nhân viên chiếu phim của bọn họ, đây là không muốn lăn lộn. Dịch Trung Hải, người không đi công tác làm sao ở chỗ này? Dương xưởng trưởng tự nhiên nhận thức dịch trung hải, trong xưởng duy nhất không nhiều lắm cấp 8 công, tự nhiên cũng là bảo bối ghê gớm. Xưởng trưởng A, hứa đại mậu là chúng ta trong viện, cha mẹ hắn ở nông thôn, lại không ở bên người, cho nên ta lại đây hỗ trợ chiếu cố một chút. Sao lại gọi lãnh đạo nhà máy tới, hứa đại mậu này có năng lực lớn như vậy sao? Hứa đại mậu, ngươi đây là cái gì tình huống? Lý phó chủ nhiệm cho dương xưởng trưởng cầm ghế dựa, chính mình đứng ở một bên hỏi. Chủ nhiệm, ngài cũng ngồi đi, tôi đây không phải bị người ta ăn cướp lại bị đánh. Có phải trong xưởng có nhiệm vụ hay không, ngài yên tâm, tôi nhất định hoàn thành nhiệm vụ trong xưởng, cho dù là ngã vào cương vị công tác cũng không tiếc. Nhìn xem cái này hảo tiểu tử, một lòng vì công tác, đều lúc này còn muốn vì công tác, nói một chút ngươi đây là chuyện gì xảy ra nhi, bị ai đánh. Không có việc gì, kỳ thật chính là trong viện tiểu bối nháo chơi, không có nói nghiêm trọng như vậy dịch trung hải cũng không dám để cho hứa đại mậu nói chuyện cái này nếu là nói ra ngốc trụ liền xong rồi đừng nhìn ngốc trụ có tay nghề chỉ cần chuyện này truyền ra về sau bất kể là trong nhà máy hay là cá nhân hay là địa phương khác không có một người nào dám dùng ngốc trụ trong viện người dịch trung hải ta nghe lưu hải trung nói các ngươi là cái kia viện đại gia chuyện này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi dịch trung hải vừa định nói chuyện Hứa Đại Mậu trực tiếp đem lời nói tiếp nói ra, hai vị lãnh đạo, hay là ta tới nói đi, ta dù sao cũng là người bị hại không phải. Chương 8 Ta không có đạo đức, ngươi cũng đừng bắt cóc ta. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Vô pháp vô thiên, quá vô pháp vô thiên, hà vũ trụ ta biết, ỷ vào chính mình có chút tay nghề, ở phòng bếp cũng đã hoành hành, bất quá ta nghĩ, có tay nghề người, tính tình có chút lớn cũng không có gì, nhưng là hiện tại xem ra, chuyện này so với trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng a à? ngày hôm qua cầm đồ ăn thừa sự tình là ta để cho hứa đại mậu cầm hắn ngốc muốn làm gì hắn muốn phân hóa sao nhà bếp là nhà bếp trong nhà máy là nhà bếp của nhà nước là nhà bếp của quốc gia là nhà bếp của nhân dân nơi đó tất cả đều thuộc về quốc gia của nhân dân hắn ngốc nghếch muốn phân hóa quốc gia và nhân dân sao vẫn là muốn làm giai cấp thống trị kỳ cục a à? như vậy con sâu làm rầu nồi canh nhất định phải nghiêm túc xử lý lý chủ nhiệm một hồi trở về liền mở lãnh đạo ban hội chuyện này chúng ta muốn thảo luận một chỗ xử lý như thế nào hứa đại mậu ngươi yên tâm chuyện này chúng ta trong nhà máy cũng sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng ngươi hảo hảo dưỡng bệnh sớm ngày khôi phục vì trong nhà máy làm cống hiến nhìn lãnh đạo người ta nói lời này hứa đại mậu trực tiếp đẹp ở trong lòng muốn chính là những lời này hiện tại không chỉ là đồn công an chính là trong xưởng cũng muốn xử phần ngốc trụ điều này làm cho dịch trung hải có chút sốt ruột đồng thời cũng không khỏi thầm mắng hứa đại mậu tiểu tử này không phải người hắn hiện tại nhìn ra hứa đại mậu đem hết thảy đều an bài rõ ràng lần này liền không có nghĩ tới để cho ngốc trụ sống tốt nhưng là hiện tại hứa đại mậu vẫn là nhân vật mấu chốt nếu như tiểu tử này tiếp tục náo loạn ngốc trụ không ăn súng cũng không khá hơn chỗ nào lúc này hứa đại mậu nhìn dịch trung hải lộ ra ý vị thâm trường ý cười tiểu dạng ta xem ngươi người này làm sao bây giờ muốn yêu cầu ta a à, vậy phải xuất ra lợi thế tương ứng bất quá lúc này còn có một chuyện trọng yếu hai vị lãnh đạo ta cũng biết chúng ta trong xưởng liền ta một cái chiếu phim viên ngài yên tâm ngày mai mặc kệ ta khôi phục đến dạng gì ta đều sẽ trở lại cương vị công tác của ta chỉ cần ta không chết ta liền nhất định sẽ cương vị của ta trên phát sáng nóng lên giác ngộ này nghe được hai vị lãnh đạo gật đầu thẳng hoàn toàn tán thành hứa đại mậu này dịch trung hải lúc này mới phát hiện luận tài ăn nói luận tâm tư trong tứ hợp viện hứa đại mậu này tuyệt đối là mũi nhọn lưu hải trung kia vẫn luôn muốn làm quan phàm là có hứa đại mậu một thành này đã sớm lên làm tổ trưởng tư tưởng của ngươi là tốt nhưng là ngươi vẫn phải chú trọng thân thể muốn làm tốt cách mạng công tác vậy nhất định phải có một bộ tốt thân thể xem ngươi bây giờ bộ dáng chúng ta cũng yên tâm chuyện của ngươi trong xưởng cũng sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời thuyết phục mặc kệ là ai ức hiếp người khác cũng không phải hắn tay nghề tốt lý do bước chân định ra hai vị lãnh đạo lại an ủi một chút hứa đại mậu hơn nữa lý chủ nhiệm trực tiếp đi giao nằm viện phí dụng, sau đó hai người mới rời đi dịch trung hải nhìn hứa đại mậu đại mậu a à, ngươi hồ đồ a à, chuyện này ta đều nói chúng ta trong sân giải quyết Ngươi như thế nào còn đem chuyện này cáo đến trong nhà máy? Ngươi đây là một chút cũng không có tập thể vinh dự cảm giác a. À, ngươi hiện tại đã không thích hợp ở tại trong cái viện này. Nghe nói như thế hứa đại mậu vui vẻ. Nhất đại gia, ngươi đây là uy hiếp ta a? À, vậy cũng có thể. Một hồi ta liền đi tìm đường phố vương chủ nhiệm. Ta muốn biết hắn có thể hay không để cho ta rời đi tứ hợp viện. Còn có, kia hai gian phòng ở cũng không phải ngươi dịch trung hải đó là cha ta dùng nhà của mình phòng cùng trong xưởng đổi phòng ở mặc kệ là nhà vốn hay là khế đất đều là chúng ta hứa gia kỳ thật ta cũng tò mò một đại gia ngươi thật sự có năng lượng lớn như vậy đem quyết định phòng bản cùng khế đất đều không để vào mắt sao vậy ngài thật đúng là lợi hại ta là không được cái này mũ chụp có chút lớn cho dù là dịch trung hải cũng không dám tiếp nói dẫn đâu rồi hắn chính là vừa nói muốn uy hiếp đe dọa một chút hứa đại mậu Hiện tại bị người ta phản sát, xem ra chuyện này trở về muốn từ dài trí nhớ, trực tiếp hừ một tiếng rời đi, nếu da mặt này đã xé mở, cũng không cần phải giả nhân giả nghĩa tiếp tục đi xuống, vẫn là nghĩ như thế nào cứu ngốc trụ đi. Cứu như thế nào, hiện tại vấn đề này quá khó khăn, mặc kệ cứu hay không cứu, chuyện này cũng đã trở thành một chuyện phiền toái, xem ra trở về tìm lão tổ tông một chút đi, thật sự không được để cho lão tổ tông kia ra mặt giải quyết một chút hứa đại mậu nhìn dịch trung hải rời đi trong lòng cười lạnh muốn không trả giá đã muốn cho người ta đi ra làm sao có thể ngốc trụ người trước tiên ở bên trong hảo hảo ngốc vài ngày kế tiếp phải xem ngươi một đại gia có thể làm ngốc trụ trả giá cái gì hứa đại mậu ta là một người không có đạo đức đạo đức của lão tử đều cho chó ăn như vậy ngươi cũng đừng nghĩ dùng đạo đức của ngươi để áp ta bất quá chính mình ngày mai nhất định phải đi công tác hơn nữa muốn đem chính mình mang bệnh công tác sự tình tại trong xưởng truyền ra, chủ yếu nhất chính là, chính mình muốn cho trong tràng tất cả mọi người biết là ngốc trụ đánh chính mình, còn mất đồ đạc của mình, tốt nhất là có thể truyền can. Dịch Trung Hải vẻ mặt phẫn hận về đến nhà, một bác gái nhìn mình bạn già sắc mặt liền biết chuyện này giống như không làm tốt. Lão Dịch, làm sao vậy, hứa đại mậu không ký hòa giải thư sao? Tiểu tử kia cũng xấu xa như cha hắn, ký giấy hòa giải làm sao có thể ký, tiểu tử kia một chút cũng không có ý ký, còn đem chuyện này oán hận đến nhà máy. Chương 9. Lão thái thái lóe sáng đăng tràn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Dịch Trung Hải đi vào hậu viện, nếu như nói, Dịch Trung Hải ở trong sân này sợ nhất ai, đương nhiên là lão thái thái này, người khác không biết lão thái thái này đáng sợ, hắn nhưng là biết. Hơn nữa lão thái thái có một bí mật không muốn người khác biết hết lần này tới lần khác dịch Trung Hải biết, còn có cha của Hà Đại Thanh và hứa đại mậu sở dĩ rời khỏi sân này, nguyên nhân rất lớn chính là lão thái thái này. Nếu như Hà Đại Thanh không rời đi, ngốc trụ như thế nào cho nàng dưỡng lão, hứa đại mậu cha, sở dĩ rời đi, cũng là có nguyên nhân, lão gia hỏa kia quá thông minh, có như vậy người thông minh ở trong viện này, không phải chuyện tốt. Người nói cái gì, cây cột làm sao vậy, lão thái thái lúc nào cũng có thể giả điếc giả câm, chỉ có khi đối mặt với cây cột ngốc bà chưa bao giờ bất kể nói như thế nào lão thái thái này a à, đó là thật lấy cây cột ngốc làm cháu ruột có thể nói so với hà đại thanh tốt hơn nhiều hà đại thanh khi gặp chuyện không phải muốn giải quyết mà là trốn tránh cũng sẽ không quản hai đứa con của mình tiếp theo dịch trung hải liền đem sự tình trải qua nói một lần tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối không có bất kỳ thêm mắm dặm muối nói một lần đối mặt cái này lão thái thái dịch trung hải cũng biết mình giấu không được đối phương cái này cây cột a à, làm sao liền như vậy ngốc đâu rồi suốt ngày liền biết đánh người còn có cái kia hứa đại mậu loại xấu chịu hai cái đánh làm sao vậy có năng lực ngươi đánh trở về a à, dựa vào cái gì báo cảnh sát cái kia trung hải a à, hiện tại cảnh sát còn có trong xưởng nói như thế nào không dễ làm chuyện này quá ác liệt cảnh sát nơi đó đã đem án kiện định tính chẳng qua tại cho chúng ta một cái cơ hội chỉ cần hứa đại mậu nói là hai người đùa giỡn ký hòa giải thư như vậy trụ cột tối đa chính là phạt chút tiền quan ba ngày nhưng là hứa đại mậu bên kia nếu là không nhả ra cắn chết chính là cướp bóc đánh người lão thái thái vừa nghe trực tiếp nóng nảy nhìn chung toàn bộ tứ hợp viện có thể chân chính dưỡng lão cho bà chỉ có một đứa cháu lớn như vậy dịch trung hải cũng không được hiện tại đứa cháu này sắp mất vậy sao có thể cho nên lập tức nói không được vậy ngươi bảo hứa đại mậu ký tên a à, ngươi tới tìm ta làm gì nhưng là vấn đề hứa đại mậu không ký ta mặc kệ nói như thế nào hắn cũng không ký cùng hắn cái kia lão tử giống nhau quá thông minh tên xấu xa kia giống như cha hắn chuyện này ngàn vạn lần đừng để cho lão già xấu xa kia biết bằng không chuyện này liền thật xong rồi trong xưởng bên này ta vẫn là có chút mặt mũi có thể bảo trụ trụ cột nhưng là điều kiện tiên quyết trụ cột phải từ trong đồn công an đi ra không được nghe được lời nói của lão thái thái điếc dịch trung hải thở ra một hơi chỉ cần lão thái thái này nói ra như vậy chuyện này liền dễ làm không ít hiện tại hắn cũng coi như yên tâm chuyện kế tiếp kỳ thật bây giờ dịch trung hải đối với ngốc trụ còn không có về sau như vậy để ý hiện tại hắn còn có một cái cổ đông hút đâu lão thái thái đi thôi mặc dù có một chút chậm nhưng là thời gian không đợi người một hồi ta gọi xe ba bánh chúng ta ngồi xe đi ở trong cái viện này chân chính quan tâm ngốc trụ chính là cái này lão thái thái bất quá ngốc trụ người này bất kể như thế nào hồn đối với cái này lão thái thái đó là thật tốt bằng không cũng sẽ không tính kế lâu hiểu nga cho ngốc trụ sinh nhi tử. cho nên nói a à, mặc kệ người này xấu như thế nào ở trong mắt một số người hắn vẫn là tốt hứa đại mậu thật không ngờ lão thái thái điếc tới nhanh như vậy ở trong suy nghĩ của hắn hẳn là ngày mai đi mà chính mình ngày mai phải đi công tác như vậy tính ra lại kéo dài một ngày đợi đến ngày thứ ba thời gian chính mình liền có thể ác hơn đáng đo đối phương, bất quá nếu đã đến, vậy chính mình cũng không nóng nảy, dù sao chính mình cảm thấy đối phương cũng không phải hồng thủy mạnh thú, gặp cái này trong tứ hợp viện thông minh nhất ác nhất lão thái thái. Lúc này hứa đại mậu nhìn lão thái thái vào nhà lập tức nói. Nhất đại gia, ngươi như thế nào như vậy không biết thú vị, lão thái thái như vậy tuổi, ngươi như thế nào còn để cho hắn tới nơi này đâu. Một người lớn tiếng dọa người đi qua, trực tiếp làm dịch Trung Hải bối rối, tôi là ai, tôi ở đâu. Lời này dường như chính mình thường nói tới, lại nhìn biết lão thái thái, nàng cũng thật không ngờ hứa đại mậu sẽ nói ra lời như vậy đến. Hơn nữa hứa đại mậu nhìn thấy lão thái thái sau khi đến, cũng là trực tiếp đứng dậy, lắc lư ba lần muốn đi đỡ lão thái thái, cái này nhưng đem dịch Trung Hải hoảng sợ, trực tiếp đi tới đại mậu A, à, ngươi thân thể này mau nằm xuống, lão thái thái nghe nói chuyện của ngươi, muốn tới xem ngươi chỉ miệng không đề cập tới ngốc trụ sự tình nhưng là hai người các ngươi tới nơi này tư mã chiêu chi tâm không phải người qua đường đều biết cho nên hứa đại mậu cười ha hả nói cảm ơn lão thái thái ta vẫn luôn cho rằng ở trong viện trong mắt của ngươi chỉ có cháu trai của ngươi ngốc trụ chúng ta những người này a à, đều là trong suốt lời này nói có chút giết người tru tâm trực tiếp đem hai người đốt lên lửa chỉ là khương tự nhiên là già cây lão thái thái biết sống cả đời chuyện gì chưa từng thấy qua sóng gió gì chưa từng trải qua lời ta không muốn nghe hoàn toàn không nghe được đại mậu à ngươi đây là làm sao vậy như thế nào còn nằm viện ngươi nói tiểu hài tử các ngươi cãi nhau ầm ĩ đấy dù sao cũng không đến mức như thế đi không có chuyện gì là trong viện chúng ta không giải quyết được ngươi mau đi rút đơn kiện để cho cháu trai ta trở về nhìn thấy lão thái thái ở nơi đó giả ngu dùng thân phận của mình áp người hứa đại mậu cười ha hả hỏi Ngươi bây giờ là lấy thân phận gì đến cùng ta nói chuyện đây, là tứ hợp viện bên trong đại gia trưởng, hay là ngốc trụ bà nội đây? Lời này vừa ra khỏi miệng, dịch Trung Hải còn có lão thái thái trực tiếp thay đổi sắc mặt, cái này có chút giết người tru tâm cảm giác, cái này cũng không phải là nói đùa, bây giờ là xã hội mới, cái loại này phong kiến đại gia chế độ nếu là ai còn dám dùng, một cái phản động mũ chụp lên, trực tiếp kéo ra ngoài bắn bia. Mặc kệ ngươi là cấp bậc gì, nếu nói lấy thân phận bà nội ngốc trụ vậy ngươi không thể vên mặt hất hàm sai khiến nói chuyện với mình như vậy đàm phán ngươi cũng phải có một thái độ đàm phán cầu người tự nhiên phải có một thái độ cầu người cho nên ngươi hiện tại nghĩ kỹ nhất dịch trung hải còn có lão thái thái điếc thật không ngờ hứa đại thành lại khó chơi như vậy bọn họ hiện tại cảm thấy có đứa bé này coi như là lão thái thái muốn giả ngu sững sờ người ta hứa đại mậu không để ý tới ngươi đến lúc đó ngươi nếu còn muốn dùng thân phận áp người ta vậy ngươi có thể chờ chết đi đại mậu à mặc kệ nói thế nào lão thái thái cũng là một trưởng bối lớn tuổi như vậy có thể tự mình đến cầu tình với ngốc trụ ngươi có nể tình hay không liền ký hiệp nghị hòa giải là được rồi nhất đại gia ta cảm thấy đi mặt của các ngươi thật đúng là lớn a à, ta lần lượt đánh ở viện hôm nay trong xưởng lãnh đạo tới ngươi cũng nhìn thấy ta còn có công tác hiện tại lại chậm trễ ta vì quốc gia làm cống hiến ngươi một câu nói ký liền ký môi trên cùng môi dưới của ngươi chạm vào, là như thế nào dùng hơn 30 độ miệng nói ra lạnh như thế lời nói đâu. Chương 10 Tiểu tạp chủng, ngươi điên rồi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hứa đại mậu cũng không có ý định giả bộ, thật lấy chính mình dễ khi dễ, lão tử hôm nay liền cho các ngươi xem một chút, hứa đại mậu ta vũ lực không được, thế nhưng trí lực được. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ cũng không có một câu xin lỗi, đi lên chính là yêu cầu mình cái này cái kia thật cho là mình dễ khi dễ tiểu tử ta mặc kệ ngươi nói cái gì lão thái thái liền cho ngươi ký hiệp nghị lão thái thái điếc trong tự nhiên đến hứa đại mậu lời nói cũng hiểu được hứa đại mậu cháu trai này là không có ý định ký hiệp nghị trực tiếp xuất ra hắn một thói quen tác phong muốn nói ở trong viện này càng quấy một bộ này cổ trương thì kia đều là nàng chơi còn lại ta không thể trêu vào ngươi tự nhiên có người chọc nổi ngươi ta đến là muốn xem một chút, các ngươi có thể đem ta thế nào, phải biết rằng ở cái xã hội mới này, pháp luật mặc dù không hoàn toàn, nhưng là đó là thật hữu dụng, hơn nữa tuyệt đối là trọng hình. Chúng ta có việc có thể thương lượng đến lão thái thái, ngươi mau đừng nói chuyện. Dịch Trung Hải có chút hết chỗ nói, tiểu tử này trước kia liền biết là một cái gai, cho rằng đem lão hứa lấy ra ngoài là có thể thái bình, hiện tại cái này hứa đại mậu ở không có lão hứa áp chế dưới, so với lão hứa còn khó đối phó nhất đại gia cũng đừng nói ta không cho ngươi mặt mũi ta nơi này có hai cái phương án có thể ký xuống hòa giải thư ngươi muốn hay không nghe một chút nghe được hứa đại mậu lời nói dịch trung hải biết tiểu tử này nhất định có ý nghĩ của mình có thể nói nếu như điều kiện không hà khắc ta có thể thay trụ tử đáp ứng ngươi vậy ta nói một chút đi đúng rồi đại gia ngươi có muốn tiễn lão thái thái đi hay không ngươi nói bà ấy lớn tuổi lại không nghe thấy không có việc gì thì ở chỗ này nháo nếu ta không hài lòng, có thể thật sự không ký, đến lúc đó ngốc trụ sẽ thật sự bị bắn bia. Bà lão điếc tuy rằng tức giận, nhưng nghĩ đến cháu trai lớn của mình, cuối cùng nghiêng đầu một cái, không nhìn hứa đại mậu, chỉ là lỗ tai của bà vẫn giật giật, bà lão này thật điếc sao? Điếc cái trắm, vẫn luôn là giả bộ. Hứa đại mậu cười ha hả nói. Ngươi xem, như vậy mới là nói chuyện thái độ, ta bây giờ là bên bị hại như thế nào cũng phải đối với ta có biểu thị mới có thể đàm hòa giải sự tình một đại gia a à, ngươi nói ngươi vừa lên liền để cho ta ký hòa giải cũng không nói chuyện bồi thường sự tình làm việc như vậy thật không phải rất công chính đấy loại thịt này dịch trung hải thật sự rất đáng ghét đáng ghét đến cực điểm nhưng vậy thì sao hắn vẫn phải đối mặt với hứa đại mậu bất quá trong lòng đã mắng mở hơn nữa cũng nghĩ đến sau này nhất định phải tìm lại sân bãi tứ hợp viện này vẫn là tứ hợp viện của hắn ở dịch trung hải ngươi chỉ cần sinh hoạt ở trong sân này ta sớm muộn gì cũng có thể làm cho ngươi chịu thua vậy chúng ta liền nói chính sự các ngươi để cho ta ký hòa giải thư cũng không phải là không thể nhưng là từ nhỏ đến lớn vẫn ta đều là cái này bị đánh phương cho tới bây giờ cũng không có một người đứng ra nói một câu công đạo mỗi lần ta bị đánh đều có người nói tiểu hài tử đùa dẫn không thỏa đáng nhưng là mỗi lần ta chiếm tiện nghi chính là ta không đúng liền phải xin lỗi, ta thật hiểu được, người này lòng người đều lệch. Yên tâm đi, đại gia, ta không nói ngươi đâu. Ngươi cũng đừng nhập tọa, ta nói là có vài người. Ta đi mẹ nó, ngươi có vài người không phải là nói ta sao, xem ra về sau khi mình nghiên về ngốc trụ hẳn là chú ý đúng mực một chút. Muốn cho ta tha thứ ngốc trụ không phải không thể, có hai loại phương án, loại thứ nhất chính là các ngươi để cho ta đánh ngốc trụ 10 phút, ngươi mặc kệ ta dùng cái gì cũng mặc kệ hắn sống hay chết, sinh tử an thiên mệnh, hơn nữa phải có cảnh sát ở đây, nếu như chết, là hắn ngốc trụ xui xẻo, hơn nữa ta còn muốn vô tội. Không được sao? Đừng nói là một đại gia, cho dù là lão thái thái điếc cũng nghe ra, đây là vì muốn lấy mạng ngốc, trước kia thật không có phát hiện tiểu tử này tàn nhẫn như thế, nếu thật sự đồng ý, ngốc trụ phỏng chừng là không có đường sống, vậy cùng bị bắn bia có cái gì khác nhau đâu, nếu như lão thái thái xuất lực còn không cần bắn bia, còn có thể sống một đời. Không được không được. Vậy không thành tư thiết công đường, hiện tại không hưng cái này. Bất quá ngươi nếu đánh hai quyền, ta có thể làm chủ, trụ tử nhất định sẽ không đánh trả. Vậy có ý gì, không hiểu trong lòng hận, ta đánh hắn làm gì, ta nói cho ngươi biết một đại gia, ý nghĩ của ta bây giờ chính là giết chết hắn, dù là thiên đao vạn quả cũng không thể giải hận của ta, các ngươi cũng đừng nói cái này cái kia dùng cái gì đạo đức bắt cóc ta nếu ta mỗi ngày đánh các ngươi một trận các ngươi cảm thấy các ngươi có thể chịu được nếu các ngươi nói có thể từ hôm nay trở đi một tháng ta một ngày đánh các ngươi một trận như thế nào hai người đều không nói lời nào nhìn hứa đại mậu đỏ mắt nghiến răng nghiến lợi bộ dáng liền biết người này nói không phải lời nói dối là thật hận thấu ngốc trụ trước kia chỉ cho rằng hai tiểu tử này chính là đánh nhau hiện tại mới biết được cái này hứa đại mậu là bị khi dễ thời gian dài trong lòng đều có chút vặn vẹo người như vậy đáng sợ nhất vẫn là không nên chọc cho tốt đại mậu ngươi vẫn là nói nói điều kiện thứ hai đi cái này thứ nhất quả thật không được không hợp pháp cũng không hợp quy củ nghe nói như thế hứa đại mậu vui vẻ ngốc ở đánh ta liền cùng quy củ ta đánh liền không được đây cũng là lúc để chúng ta nhổ răng nanh nhất đại gia lão thái thái ta biết ngươi hiện tại nghe được như vậy ta chính là muốn hỏi một chút các ngươi cảm thấy ngốc trụ mệnh giá trị bao nhiêu tiền. Như vậy đi, ta làm chủ, ngươi tiền thuốc men ngốc trụ ra, ngoài định mức bồi thường ngươi 200 khối tiền, ngươi xem thế nào, kỳ thật 200 khối tiền không ít. Hứa đại mậu dùng một loại liệu mạng ánh mắt nhìn dịch trung hải. Nhất đại gia, ngươi xem cái này không phải là đem lời nói rõ ràng, ngốc trụ mạng tự giá trị 200 đồng tiền, vậy đã như vậy, cái này 200 đồng tiền ta ra, về sau các ngươi tốt nhất đừng tới đánh ta phiền toái, ta liền nhìn ngốc trụ bị bắn bia hơn nửa chuyện này ta biết các ngươi nhất định sẽ tìm người nhưng là tất cả tình huống cùng nhân chứng ta đều có nếu như không thể công bằng thẩm phán ta liền lên thăm đi hiện tại lão thái thái điếc nhìn ra chính mình vẫn luôn coi thường tiểu tạp chủng này đủ tàn nhẫn a à. lần này nếu như không ra đại huyết đứa nhỏ trụ tử kia giữ nhiều lành ít mà dưỡng lão của mình có thể trông cậy vào đại tôn tử kia như vậy đi ngươi hứa đại mẫu nói bao nhiêu chỉ cần ngươi nói ra chúng ta liền nghĩ biện pháp cũng đừng a à, ta đâu phải loại người này ta muốn nói ra cái kia không phải thành xảo trá sao cho nên nói ý nghĩ của ta rất đơn giản trong lòng các ngươi cảm thấy được bao nhiêu mới có thể bù đắp ta các ngươi chính mình nói ta cảm thấy được có thể vậy cái này hòa giải thư ta liền ký nếu như các ngươi không cầm ta làm người không phụ lòng ta cũng không có nghĩ tới lấy người khác làm người